Xin chào tất cả các bạn. Nước Úc không chỉ biết đến là quốc gia thu hút nhiều du khách đến tham quan mà còn là một môi trường lý tưởng để học tập. Sinh viên ở nhiều quốc gia trên thế giới nói chung và sinh viên Việt Nam nói riêng đã và đang đến xứ sở chuột túi, học tập ngày càng một tăng lên. Hầu hết các bạn đều tìm hiểu nhiều thông tin cũng như kiến thức về các trường tại Úc. Và các bạn đều biết đến trường Kaplan Business School tại Úc là một trường khá nổi tiếng và có chất lượng đào tạo chuyên môn tốt. Sau đây chúng ta cùng nhau tìm hiểu những lý do nên chọn Kaplan Business School khi du học tại Úc các bạn nhé. Các bạn hãy tham dự ngay vào tuần tham vấn du học Úc tại trường Kaplan Business School, môi trường học tập lý tưởng nước Úc, thời gian từ thứ 2 đến thứ 6 ngày 5 tháng 3 đến ngày 9 tháng 3 năm 2018, sáng từ 9 giờ tới 11 giờ và chiều từ 15 giờ tới 17 giờ. Địa điểm văn phòng công ty Tân Đại Dương, mặt tiền 148/1 Trần Quang Khải, phường Tân Định, quận Nhất, thành phố Hồ Chí Minh. Đăng ký ngay với số điện thoại 028-3848-4879, 028-3838-2080, 099-569-3574, 0996-277-629. Được thành lập vào năm 2008, Kaplan Business School trực thuộc tập đoàn giáo dục Kaplan nổi tiếng toàn cầu, sở hữu Kaplan tại Singapore và Kaplan Hồng Kông. Bằng cấp của trường Kaplan Business School Úc được công nhận trên toàn thế giới, giúp sinh viên đạt được mục tiêu học tập và nghề nghiệp của mình. Kaplan Business School chuyên cung cấp các khóa học cử nhân và thạc sĩ chuyên về kinh doanh, kế toán, marketing và quản trị du lịch khách sạn, giúp cho sinh viên phát triển các kỹ năng thực hành nhằm đạt được mục tiêu nghề nghiệp. Trường cũng đào tạo các khóa tiếng Anh học thuật từ 5 tới 40 tuần hay các khóa luyện thi IELTS. Hàng trăm nghìn các chuyên gia đã tham dự khóa học của Kaplan, làm bệ phóng cho sự nghiệp của họ. Tất cả các khóa học được công nhận bởi các cơ quan chính phủ liên quan và các tổ chức giáo dục ở Úc. Với đội ngũ giảng dạy trình độ cao, Kaplan Business School tại Úc thừa hưởng kinh nghiệm hơn 70 năm đào tạo quốc tế của tập đoàn giáo dục Kaplan, một tổ chức hàng đầu về giáo dục, dịch vụ nghề nghiệp và các sản phẩm. Hơn 35.000 nhân viên của Kaplan của hơn 600 chi nhánh trên toàn cầu luôn nỗ lực tốt nhất để hỗ trợ cho hơn 1 triệu sinh viên đang theo học các chương trình tại Kaplan. Học phí cực kỳ phù hợp với sinh viên Việt Nam, cơ sở vật chất hiện đại tại 4 thành phố lớn Adelaide, Brisbane, Melbourne và Sydney. Nhiều dịch vụ hỗ trợ sinh viên như đưa đón sân bay, nhà ở, v.v. Để biết thêm thông tin chi tiết về vấn đề này, các bạn có thể liên hệ với chúng tôi, công ty tư vấn du học Tân Đại Dương theo địa chỉ chi nhánh quận Nhất, mặt tiền 148/1 Trần Quang Khải, phường Tân Định, quận Nhất, thành phố Hồ Chí Minh với số điện thoại 028-3848-4879 hoặc chi nhánh quận 5, 902 Trần Hưng Đạo, phường 7, quận 5 với số điện thoại 028-3838-2080. Lưu ý, Tân Đại Dương không có chi nhánh nào ở Hà Nội.